Nhìn vào cái ngôi nhà này thì các bạn có thấy là một không gian thật là hiện đại, sống thoải mái và thực sự tinh tế không ạ? Và đây là một cái bộ bản vẽ thiết kế mà chúng tôi làm cho chị Xuân tại công trình Long An mọi người nhé. Và công trình này thì chia sẻ mọi người là vừa để kinh doanh mà vừa để ở mọi người ạ. Đó, thì nếu các bạn đang có một cái mảnh đất rộng và đang muốn là làm kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh đào tạo hoặc kinh doanh cà phê mà kết hợp ở trên tầng 2, muốn một cái phong cách thực sự là nổi bật và thư giãn thì đây là một cái sản phẩm dành cho các bạn nhé. Đó, để giới thiệu chi tiết hơn nữa về cái công trình này thì em cũng chia sẻ là công trình này làm với cái chi phí là khoảng 3 tỷ đồng cho một cái diện tích khá là rộng, với cái mặt tiền được bên em chia sẻ thiết kế cho các bác chủ nhà ở đây là 6 mét rưỡi và chiều sâu là 24 mét. Đó, với 150 mét vuông một sàn thì các bạn có thể là nghiên cứu với mức chi phí là 3 tỷ để thiết kế và thi công trọn gói một cái công trình đẹp như trong tranh này các bác nhá. Và thi công thực tế thì nó cũng như thế này thôi. Và trước khi Tiên đi chia sẻ chi tiết về cái mẫu này thì cũng giới thiệu với các bác về cái công ty của bên em. Thì bên em là Kisato, hiện nay thì đang thiết kế và thi công trọn gói trực tiếp trên 63 tỉnh thành các bác nhá. Đó, các bác có thể lên YouTube để xem các cái mẫu nhà liên quan hoặc mẫu nhà tương tự như vậy ạ. Và để không để các bạn chờ lâu hơn nữa thì em xin chia sẻ chi tiết về cái mẫu nhà này. Cái mẫu nhà này như đã chia sẻ các bác ấy, cái mặt tiền này từ đây đến cái bên này là 5 mét và có 1,5 mét là hành lang các bác nhá. 22 mét về chiều sâu và có 2 mét làm cái ban công để đi lại ba xung quanh của ngôi nhà nhé mọi người. Và để nói về cái mẫu nhà này thì không còn gì để nói hơn nữa. Đầu tiên các bác nhìn thấy là để phục vụ kinh doanh, đào tạo hoặc là làm quán cà phê ở dưới tầng 1 thì công trình này được thiết kế tổng thể 2 tầng một cách rất là hiện đại. Hiện đại ở đâu? Hiện đại về về đầu tiên chúng ta có thể nói là về sang trọng này. Ngôi nhà này là đường nét rất là gọn gàng, vuông vức phải không các bạn? Và bên cạnh đó là những cái không gian cũng được là thiết kế rất là tỉ mỉ, chi tiết và kỹ lưỡng mọi người nhé. Nếu mà cà phê lên đây thì chúng ta cảm giác rất thoải mái và rất gần gũi với thiên nhiên rồi đúng không bác? Đặc biệt là rất là hút khách nhé. Và bên cạnh đó thì cái không gian cây xanh đó cũng được thiết kế bao quanh, bao trùm cái công trình này từ tầng 1 tới tầng 2. Nó vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa thoáng mát, vừa phục vụ cho những vị khách đến với công trình này. Và chủ nhà ở đây cũng cảm thấy rất là mê ly. Và đặc biệt hơn là những cái không gian mở như này, cà phê, cà pháo hoặc là những người sử dụng cái không gian này rất là thoáng. Bên cạnh đó thì mọi người có thể nhìn thấy cái hệ thống ban công này, rồi cái bố cục của ngôi nhà cũng rất là tuyệt vời phải không ạ? Toàn bộ cái ngôi nhà này thì được thiết kế theo một cái không gian rất là mở, đó, hiện đại. Ok, và đó là những cái từ ngữ mà chúng tôi có thể là trao cho các bạn về cái ngôi nhà mà các bạn đang nhìn thấy ở đây. Toàn bộ cái phần nền này, mọi người nhìn không? Được đánh bóng bằng cái phương pháp là Granito. Đó, Granito. Và có những cái hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ cả ban ngày và ban đêm luôn. Dẫn bạn gái đến đây để cà phê hoặc là đến đây để học tập thì hết lời để chê rồi các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy những cái góc nhìn về những cái cửa nhôm kính được thiết kế bo tròn như này, về hệ thống mái sắt chạy xung quanh đúng không? Hệ thống mái sắt chạy xung quanh này. Đó. Và đặc biệt là những cái chi tiết vật liệu để hoàn thiện ngôi nhà này cũng là một điều không thể thiếu được. Toàn bộ những cái chi tiết màu sơn ở đây, có ngoài những cái màu trắng sứ thì các bạn có thể dùng cái màu sơn giả bê tông ở đây cũng rất là tuyệt vời. Đó. Và chi tiết về cái kích thước của công trình này thì được thiết kế với mặt tiền là 6 mét rưỡi, có thể đi lại hai mặt xung quanh. Bên cạnh đó thì công trình cũng được chạy suôn sẻ khắp khắp bốn mặt của công trình nhá. Đặc biệt là chúng tôi có thể để 1 mét để đi lại phần bên hông cũng như là lấy sáng vào trong công trình. Thế rồi 2,5 mét ở bên này thì vừa làm cái lối thoát hiểm, vừa làm cái khu vực vườn cây xanh mát cho cái công trình này của gia đình chị Xuân nhé. Đó, và đây là cái kích thước chi tiết ở dưới cái tầng 1. Công năng ở bên trong tầng 1 thì các bạn có nhìn thấy là có một cái khu vực bếp với diện tích là 18 mét vuông, khu vực sân khấu này với 37 mét vuông. Đó, đây có một cái bục nha mọi người nhá, có một cái bục này. Và dưới tầng 1 thì có một cái khu là phòng ngủ, diện tích là 18 mét vuông. Bên cạnh đó thì khu thang máy này, khu kho này, rồi khu phơi giặt cũng được thiết kế đồng bộ toàn bộ trong cái công trình này. Thế 6 mét rưỡi nhân với tổng diện tích là 22 mét thì các bạn thấy cái công năng nó có phù hợp với những cái công trình kinh doanh không ạ? Ngay mặt đường quốc lộ tại Long An như thế này
thì thiết kế như này rất là hiện đại và chúng tôi thấy là nó rất là đầy đủ ánh sáng trong công trình mọi người nhá. Đó, đây là toàn bộ không gian ở phía bên trong tầng 1. Đó, có thang máy này. Đó, và đây là cái bản vẽ 3D mà mỗi người khi mà không hiểu về cái bản vẽ kiến trúc cũng có thể hiểu được nhá. Đó, nhìn 3D này thì cũng biết là lát gạch như thế nào, biết là phòng gì và kết nối từ cái phòng 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 họp này. Đó, hoặc là khu không gian cà phê này vào phòng ngủ bằng cái cửa gì để ngăn cách này. Rồi có mấy cầu thang. Đấy, đặc biệt là có cầu thang đi lên này. Sau nhà này có hai cầu thang đi lên nhá và một cầu thang thứ ba. Bởi vì mọi người có nhìn cái không gian phía bên trên tầng lửng này sẽ có một cái phòng ngủ đầy đủ các cái tiện nghi từ phòng vệ sinh khép kín nhưng nó nằm ở phía bên ngoài. Thế rồi lối này cũng lên riêng một khu vực phòng ngủ riêng ở bên này. Bởi vì ở đây là cái khu vực sân khấu này được thiết kế thông tầng. Đó, rất là thoáng và có cửa sổ nhìn sang các khu vực thông tầng này. Đó nên là ánh sáng ở trong ngôi nhà này thì thực sự là không thể thiếu rồi. Và đây là có một cái lối đi riêng luôn này và đi lên khu vực phía bên ngoài này. Cái khu này phải thiết kế riêng bởi vì theo yêu cầu của chủ đầu tư, phải yêu cầu cấp phép của địa phương nên là chúng tôi phải thiết kế đầy đủ những cái lối đi riêng để đảm bảo cho công trình một cách tuyệt vời. Và những cái chi tiết trang trí cũng được giật ra giật vào tạo những cái hình khối mỹ thuật cho công trình mọi người nhá. Đó, đây là các cái kích thước này. Và lên phía bên trên tầng trên này thì sẽ có cái lối đi riêng. Ở cái khu vực này thì chúng tôi sẽ thiết kế những khu vực nằm nghỉ tạm thời cho cái khu vực là đào tạo đó, để đào tạo hoặc là trung tâm tiệc cưới nhá, thì sẽ đào tạo và chúng ta sẽ làm những cái phòng ngủ tiệc tạm thời. Ở trên này thì cũng có những cái khu nhà vệ sinh. Ở đây sẽ có ba cái phòng vệ sinh để phục vụ các cái vị khách này. Ở trên tầng 2 này đó sẽ có một cái phòng ngủ riêng ở phía bên trên tầng tầng 2. Bên cạnh đó thì khu vực sân thượng để chill chill hoặc là khu vực phòng thờ nằm tách biệt rất là gọn gàng như này. Đó, rất là sang trọng và đặc biệt hơn là rất là linh thiêng mọi người nhé, rất là hợp thời. Đó, chúng tôi cảm thấy rất là hợp thời. Không biết ý kiến các bạn ra sao. Ở đây thì sẽ có một cái phòng bếp riêng biệt này. Đó, đây là một cái bộ bản vẽ kiến trúc của bên chúng tôi nhé, mà chúng tôi đang thiết kế cho chị Xuân và đang thi công xây dựng ở đây rồi. Đó, thì nếu các bạn đang có một ngôi nhà mà vừa kết hợp với kinh doanh, vừa kết hợp với ở mà muốn theo cái phong cách hiện đại thì đây là một cái mẫu thực sự là có thể góp ý hoặc là giúp ích cho bạn trong cái quá trình các bạn đang tìm kiếm, đang đi xây dựng một cái ngôi nhà phục vụ sau bao nhiêu năm các bạn đang phấn đấu về tiền để xây dựng cái ngôi nhà tại Long An nhá. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm những cái phối cảnh về cái khu vực lát sân cũng như vực tường rào cho cái công trình này. Đó. Và không chỉ là thiết kế về cái chi tiết trang trí, về cái hình dáng, về cái màu sắc, về cái hệ thống cửa phía bên ngoài mà chúng tôi còn thiết kế cho chủ nhà về cái hệ thống kết cấu cũng như là hệ thống điện nước mà các bạn xem qua ở đây. Khi mà thiết kế kết cấu ấy, chúng tôi cũng thiết kế và thống kê toàn bộ những cái phần thép sử dụng trong công trình. Ở đây các bạn có thể thấy là cái phần thép phần ngầm, nghĩa là phần móng ấy, thì chúng tôi thiết kế sắt to nhất là sắt 18, sau đó sắt bé nhất là sắt 6 và chúng tôi cũng tổng hợp theo số mét hoặc là theo số cây hoặc là theo khối lượng. Dựa vào đây thì chủ nhà có thể dễ dàng lựa chọn được toàn bộ dự toán chi phí về phần thép của công trình. Đó, ví dụ ở đây sẽ hết 31 cây sắt phi 18, sắt phi 16 thì sẽ hết 170 cây. Thế rồi phi 12 thì sẽ dùng phần ngầm là 66 cây và phần thân là 8 cây, là 74 cây. Thì ở đây là rất dễ phục vụ cho mọi người trong cái việc lựa chọn cái thép để dùng trong công trình cũng như là dự toán chi phí để xây dựng một cái công trình như này nó hết bao nhiêu tiền. Cũng như là đây là cái phần thống kê về hệ thống điện này. Hệ thống điện ở đây các bạn có thể nhìn thấy là các bạn đấy tính toán cho các bác chủ nhà là hết bao nhiêu cái dây tiếp địa 1 x 2,5 đấy, bao nhiêu mét dài này, rồi hết điều hòa dùng như thế nào, bao nhiêu bộ, rồi bao nhiêu cái công tắc, thì chúng tôi cũng tính toán rất là đầy đủ ở đây nhá, kể cả bản vẽ nước, thoát nước và cấp điện, cấp nước ở trong công trình. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy một cái bộ bản vẽ mục lục của chúng tôi là gồm những cái gì này. Bộ bản vẽ điện thì nó bao gồm là cái hệ thống cấp điện này, cái hệ thống thông tin này, hệ thống camera cũng như là hệ thống chống sét như mọi người nhé. Đó, rất nhiều những cái thứ mà chúng tôi phục vụ cho chủ nhà ở đây. Không chỉ là bản vẽ thiết kế mà chúng tôi còn làm theo bản vẽ cấp phép xây dựng để chủ nhà có thể là mang đi xin chính quyền để xây dựng cái ngôi nhà này xem có phù hợp với quy hoạch hay không. Đó, rất nhiều thứ phải làm. Và hiện nay thì chúng tôi thiết kế nó đầy đủ
bốn bộ bản vẽ chủ nhà, từ hai bản cấp phép tới hai bản thi công xây dựng. Với những cái công trình nào mà yêu cầu khác thì chúng tôi sẽ cấp thêm cho chủ nhà. Rồi, và khi xem đến đây thì không biết là mọi người thấy một cái bộ bản vẽ thiết kế của chúng tôi có chi tiết hơn cho mọi người hay không, nó có hay hơn khi mà việc mà mọi người tự làm một cái bộ bản vẽ, tự bảo thợ làm như này như thế kia, hay là thuê chúng tôi, những cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói sẽ giúp ích được cho mọi người. Và trong quá trình thi công thì mọi người chỉ việc kiểm soát, kiểm tra về vật liệu xem có đúng không, kiểm tra về có đúng cái bản vẽ thiết kế, và sau khi thi công xong thì cái bộ bản vẽ này nó có giống như thực tế hay không thôi. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video chia sẻ của chúng tôi đến ngày hôm nay. Thì nếu mọi người muốn thiết kế một cái bộ bản vẽ cho riêng mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi tư vấn những cái mẫu làm sao mà nó đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được cái sở thích của mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ này và hy vọng sẽ được phục vụ mọi người trong những cái ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào.